Phong thì Thông Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến các quý vị và các bạn đang theo dõi video ngày hôm nay. Trong những cái thời gian vừa rồi thì Đức Trung và thầy Thông Nguyên cũng ghi nhận được rất nhiều những cái câu hỏi liên quan đến việc xây dựng nhà trong năm 2021, và đặc biệt là những cái phần liên quan đến sử dụng các vật phẩm pháp khí phong thủy như thế nào sao cho hiệu quả trong năm 2020 và cũng như năm 2021 tới thì cần sử dụng những gì, hay đặc biệt trong cái việc xây dựng nhà cửa đi thì cái việc mà sử dụng những vật phẩm phong thủy nó có cần thiết hay không, và nên sử dụng vật phẩm phong thủy ra làm sao, thì ngày hôm nay Đức Trung sẽ giải đáp đến các quý vị những cái câu hỏi trên. Ngoài ra Đức Trung sẽ lý giải được cái việc đó là một vật phẩm phong thủy thì nó sẽ khác với lại đồ trang trí như thế nào để chúng ta có thể làm rõ nha. Cái việc mà tại sao chúng ta nên sử dụng những vật phẩm phong thủy và sử dụng vật phẩm phong thủy nó có cần hay không, cái việc này rất cần thiết, bởi vì rằng là để mà hài hòa giữa yếu tố về kiến trúc và thẩm mỹ cũng như liên quan đến yếu tố phong thủy thì cũng rất là khó, bởi vì rằng là trong quá trình chúng ta xây dựng nhà cửa thì Đức Trung và thầy Thông Nguyên có thường xuyên rơi vào cái trường hợp gia chủ rất là băn khoăn khi đứng giữa một bên là kiến trúc sư mà một bên là thầy phong thủy. Thầy phong thủy xịn thì không nói là gì, kiến trúc sư xịn thì không nói là gì, nhưng kiến trúc sư thì chưa có nhiều kinh nghiệm, mà thầy phong thủy đọc toàn là man thư, thế cho nên ứng dụng cho gia chủ lại càng đau đầu. Gia chủ là người ở giữa thì sẽ dễ rơi vào cái trường hợp như sau. Kiến trúc sư thiết kế ra bản vẽ, tôi chưa nói đến cái việc đó là có khoa học sử dụng hay không, nhưng thiết kế ra bản vẽ thì thầy phong thủy đã bật lại rằng là sai hết phong thủy, đúng không ạ? Sai thì cái này sai thì cái kia, bởi kiến trúc sư cũng không có nhiều kiến thức về phong thủy nhưng không cãi được gia chủ ở giữa thì lại đau đầu. Hoặc là gia chủ, thầy phong thủy đưa ra cái việc là phải đặt ở đây, đặt chỗ này ở đây, nhưng về cơ bản là kiến trúc sư bảo không thể thiết kế theo cách như thế được, bởi vì nó rất xấu, nó rất là kịch cỡ, rất là kỳ cục và không có ai làm như thế cả. Thì tự dưng gia chủ ở giữa cũng lại đau đầu, đúng không ạ? Xây dựng một ngôi nhà thì đẹp đâu chưa thấy, nhưng mà nó kỳ cục, nó loại xoạy, nó xoay hướng này xoay hướng kia, bởi vì cứ thiên nhiên thiên y rồi diên niên rồi sinh khí phục vị hòa hại là hỏng hết. Do đó là gia chủ ở giữa là người cực kỳ đau đầu luôn. Bởi vậy cho nên là khuyên gia chủ hãy lựa chọn một đơn vị uy tín chuyên gia mà có am hiểu sâu về học thuật phong thủy cao cấp chính tông và nắm vững vào tất cả cái liên quan đến thiết kế kiến trúc và có sự trải nghiệm thì nó là yên tâm nhất, đúng không ạ? Và Phong Thủy Nguyên chúng tôi cũng tự hào là một trong những đơn vị hàng đầu từ cái việc nó khảo sát thiết kế lên đến hàng nghìn công trình rồi. Thì quay trở lại công việc liên quan đến việc là khi mà đã kiến tạo được một không gian mà đã hợp lý được cả kiến trúc và đã hợp lý được cả phong thủy rồi, khi kể cả một đơn vị kiến trúc và phong thủy chuyên sâu và am hiểu của chúng tôi thì nó vẫn rơi vào những trường hợp đó là để mà hài hòa giữa kiến trúc và phong thủy như thế thì nó chưa thể 100% được, mà nó vẫn cần phải có những phương án để chúng ta khắc phục thêm. Nó tương tự như cái việc bản thân chúng ta có tuyệt phẩm thế nào chăng nữa, nhưng không phải là cả đời chúng ta không thể uống một viên thuốc bổ, không phải cả đời chúng ta không thể uống một viên thuốc chữa được, đó là điều vô lý, đúng không ạ? Do vậy rằng là để một ngôi nhà nó trở nên là hoàn hảo, hay là để một cơ thể trở nên là khỏe khoắn, thì ngoài việc nó rèn sức khỏe, chúng ta có những phương án bổ sung thêm các dưỡng chất. Tương tự thế, một ngôi nhà để đẹp cả về kiến trúc phong thủy, chúng ta có những vật phẩm phong thủy để kích hoạt thêm yếu tố về tài lộc, hòa hợp, sức khỏe, gia đạo, hay là hóa giải những yếu tố về nội khí cơ bản thì nó sẽ trở nên tốt hơn. Vậy thì trong cái việc mà Phong Thủy Nguyên đưa những vật phẩm phong thủy trong bộ hồ sơ thủy có điều dễ hiểu để chúng ta tăng cường thêm yếu tố tài lộc tương khí, tăng cường thêm yếu tố về hòa hợp nhân duyên trong ngôi nhà, hay yếu tố hóa giải những yếu tố nội khí cơ bản như là nhà vệ sinh để hóa giải âm khí với khí nhà vệ sinh, hay là hóa giải những yếu tố về ngoại khí bên ngoài thông qua những cái việc tác động, đúng không ạ? Thì đó là trong những cái hoàn toàn hợp lý và chúng ta có thể ứng dụng vật phẩm phong thủy. Nhưng một câu trả lời đó là các cô chú chị tự ý mà mua những vật phẩm thủy ngoài thị trường để đặt trong ngôi nhà mà mong muốn kích hoạt yếu tố về vượng khí trong ngôi nhà thì có được hay không thì rất khó. Chúng ta có thể hiểu cơ thể chúng ta là một cái khối kiện toàn mà chúng ta muốn đạt thông tin tim mạch thì chúng ta có thể sử dụng cái liệu pháp đó là bấm huyệt hoặc là châm cứu, đúng. Tương tự thế thì một ngôi nhà nó một trong những cái kiện toàn một khối không gian rồi thì có những cái vị trí mà đắc cách hay những vị trí mà tuyệt đối chúng ta không thể xung phạm đến được, thì thông qua việc chúng ta sử dụng vật phẩm thủy để chúng ta kích hoạt thêm hoặc là hóa giải đi thì nó giúp cho cái yếu tố phong thủy ngôi nhà trở nên tốt hơn, đó là cái điều dễ hiểu như thế. Vậy thì ngôi nhà đó sử dụng vật phẩm thủy thì cái vật phẩm thủy làm nào nó kích hoạt tốt, nó khác với vật trang trí như nào, thì bốn yếu tố sau đây vật phẩm thủy nó cần phải có thì nó mới phát huy tín hiệu. Thứ nhất đó là, mà đây chính là bốn yếu tố mà nó sẽ khác biệt giữa vật phẩm thủy và đồ trang trí, chứ nếu không thì vật phẩm thủy nó lại thành đồ trang trí nó không có xử lý được yếu tố phong thủy gì đâu, đúng không ạ? Thứ nhất là lựa chọn đúng nguyên liệu liên quan đến chế tác vật phẩm. Thì người ta nói trong những yếu tố về sử dụng các vật phẩm phong thủy thì nó có một trong những câu mà chúng ta rất dễ thường xuyên nghe, đúng không ạ? Đó là nhất đá nhì đồng tam sảnh tứ gỗ chẳng hạn. Thì thường là người ta sẽ lựa chọn những nguyên liệu mà nó có yếu tố năng lượng cao nhất, ví dụ như là bằng chất liệu là đá ngọc rồi các chất liệu gỗ hay các chất liệu khoáng chất tự nhiên mà mang cái năng lượng, hay những kim loại quý mà mang cái năng lượng được kiến tạo từ cái khi mà trái đất được
hình thành vỏ trái đất được kiến tạo hay là vũ trụ khởi nguyên, để mà những cái năng lượng rất là cao, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể sử dụng những cái thành phần đấy. Đấy. Thứ nhất là đúng nguyên liệu, bởi vì rằng là sai đi nguyên liệu thì nó không thể phát huy tác dụng được. Ví dụ như một số người sử dụng những vật phẩm được chế tác từ composite, hay là một số người sử dụng những vật phẩm từ nhựa, thì cái đấy là Đức Trung khuyến cáo không thể phát huy công hiệu được đâu. Và đặc biệt trong cái video này thì các quý vị hãy có thể ngay lúc này, các quý vị hãy nhìn vào ban đề tài mình, và nếu như gia đình nào đang bày vị trí những cái món vật phẩm như là lon phi, rồi thì hưu bằng những cái viên, bằng những cái khối bằng nhựa, bằng composite mà các quý vị mua những cửa hàng vật phẩm quý vị thông thường, hay là mua ngoài chợ hoặc mua các đồ thờ cúng để các quý vị bày ở ban đề tài, thì xin thưa là nó không có tác dụng gì cả, bày cho đẹp chứ không phải là vật phẩm quý vị. Do đó là nó khác đồ trang trí như thế. Do đó là những vật phẩm thì nó phải phát huy đúng công hiệu nó khi đúng nguyên liệu nha, bởi vì nguyên liệu đấy là tạo ra năng lượng, chứ nó không là dùng sai thì không có năng lượng đâu. Cái thứ hai đó là vật phẩm nguyên thủy, trước khi sử dụng phải được bao sáng có thể với kỹ càng. Các quý vị cứ hình dung bây giờ quý vị mua vật phẩm nguyên thủy đó ở các cửa hàng đồ thờ cúng hoặc là tại các cái đồ vật phẩm nguyên thủy, thì trước khi mà đến tay quý vị ấy, là đã có vô vàn con người cầm ở đấy rồi, thì có người là chê đẹp, có người chê xấu, có người thì bảo là nhìn như ngáo ngáo ấy. Rõ ràng một điều là toàn những cái tạp niệm nó được truyền vào trong cái món vật phẩm đấy, thì làm sao mà phát huy công hiệu được, đúng không ạ? Do đó vật phẩm phong thủy là phải được bao sái tẩy uế trước khi sử dụng. Thì thường là phong thủy viên có sử dụng những cái dung dịch mà mang lại cái khả năng tẩy uế và tạo cái mùi thơm rất là tốt, ví dụ như là rượu ngũ vị hương hoặc là rượu gừng. Tức là quý vị có thể mua cái gói bột ngũ vị hương của phong thủy viên về ngâm cái khoảng 2-3 lít rượu trắng, chúng ta chờ cái phần bột nó lắng xuống và cái phần rượu trong nó nổi lên, chúng ta sẽ sử dụng cái phần rượu trong đấy để mà thấm vào khăn sạch và lau sạch bao sái cái món vật phẩm phong thủy hay đồ thờ cúng thì nó sẽ tốt hơn. Hoặc là chúng ta cũng sử dụng những cái phần rượu gừng, tức là dùng gừng tươi thái nát và sau đó ngâm với rượu trắng, ngâm đến vài ngày hoặc ít nhất là 2-4 tiếng để mà cái phần rượu nó được thôi cái phần gừng ra, thì thứ nhất là cái thứ rượu đấy nó trở nên thơm hơn, và cái thứ hai là rượu nó mang yếu tố được tẩy tà và tẩy bỏ những cái chất bẩn nó sẽ rất là tốt, thì giúp cho cái vật phẩm chúng ta trở nên là sạch khí, thanh trừ những cái tạp khí uế khí, để giúp cho vật phẩm trở nên thanh tịnh hơn và tốt hơn, nạp năng lượng trở nên mới hơn, chứ không là chúng ta cứ về đồ cùng mua về thì toàn tạp niệm thôi là sao phải tốt hơn, đúng không ạ? Cái thứ ba đó là vật phẩm phong thủy cần phải được khai quang và làm cốt đầy đủ, đúng không ạ? Chúng ta cứ hình dung rằng là vật phẩm phong thủy ngay từ ban đầu chế tác lên thì nó là vật vô chi vô giác cho con người thôi, đúng không ạ? Nó rất ít năng lượng, nhưng nếu như vật phẩm đó mà được khai quang và làm cốt, đặc biệt những vật phẩm mà chất liệu đồng mà giống ở bên trong, chúng ta làm cốt bên trong và được khai quang làm khí điểm nhãn, thì nó sẽ tăng cái phần công hiệu lên gấp nhiều lần, đúng không ạ? Nó sẽ giúp trở nên tốt hơn. Đối với vật phẩm bằng chất liệu đá hay là mang yếu tố năng lượng tự nhiên từ đất trời rồi, thì chúng ta không cần phải trải qua công đoạn là khai quang chỉ trong một thời gian. Nhưng đặc biệt các vật phẩm bằng đồng, ví dụ như tỷ hưu, lân quy, rồi là thiềm thừ hay là các loại vật phẩm phong thủy khác bằng chất liệu đồng, thì chúng ta phải chú ý là mua chất liệu mà có lỗ gì đấy thì chúng ta mới nạp cốt vào trong được. Và nạp cốt xong chúng ta phải bít nó lại để không bị lọt cốt ra ngoài, và trải qua quá trình là khai quang, điểm nhãn, chỉ lực thì nó mới phát huy công hiệu tốt nhất. Mục đích tất cả đây đều tăng yếu tố năng lượng tinh sạch cho vật phẩm thì mới hiệu quả được. Đó là việc khai quang làm cốt. Mà cốt đây chúng ta sử dụng cái việc là sử dụng cốt thất bảo nhé, chứ không phải là sử dụng các loại cốt mà các quý vị mua ngoài chợ về rồi là nạp bên trong nó toàn những cái đồ nhựa thôi. Không tin là các quý vị có thể mua một gói bất kỳ mà vài chục nghìn, hoặc thậm chí có thể đặt là hơn 100-150 như thế này. Chúng ta lấy bật lửa chúng ta đốt vẫn thấy có mùi khét, bởi vì nó bằng nhựa chứ không phải là bằng các loại tinh thể, bằng đá thạch canh hay các loại kim loại quý tự nhiên. Cốt thất bảo thì nó phải bao gồm 7 món, bao gồm là vàng, bạc, ngọc trai, ngọc phỉ thúy, san hô đỏ, mã não và hổ phách, thì nó mới phát huy được công hiệu liên quan đến chiêu tụ cái linh khí và tịch tà mã sát, thì nó mới phát huy công hiệu đó. Và cái thứ tư, nguyên tắc thứ tư mà chúng tôi nhắc đến đó là vật phẩm phong thủy phải được an vị vào đúng vị trí và an vị đúng năm tháng ngày giờ các ngày thì nó mới phát huy công hiệu. Nó giống như việc chúng ta đi bấm huyệt, chúng ta đi châm cứu, không phải tự nhiên một người thầy bấm huyệt hay là châm cứu mà linh tinh được, đúng không ạ? Có khi nó phản tác dụng. Tương tự như thế thì vật phẩm phong thủy mà đã đúng được các nguyên tắc trên rồi thì đặt để đúng một vị trí thì nó mới kích hoạt được cái năng lượng, kích hoạt được cái điểm huyệt ở trong ngôi nhà, để kích hoạt toàn bộ cái vượng khí trong ngôi nhà lên, chứ không phải rằng là chúng ta cứ về tùy tiện đặt ở đâu đâu, đúng không ạ? Thì có những cái vật phẩm mà để mà chiêu tài chúng ta nó mang tính chất động, chúng ta đặt vào cái phương hung để nó kích hoạt cái sát khí hung lên thì nó càng hung mạnh, đúng không ạ? Chứ không phải tự nhiên chúng ta về chúng ta thích đặt đâu được đâu. Ngoài ra đặt để nó phải đúng ngày giờ cát lợi, nó phải mang yếu tố về phù long tương chủ, đắc trạch nhật, đắc trạch cát và tương hợp với trạch chủ thì nó mới phát huy công hiệu tốt nhất, chứ không phải là về chúng ta cứ đùng đùng đặt ngày nào cũng được, đúng không ạ? Chứ không nói về những cái ngày là tam lương nguyệt kỵ hay là sát chủ gì đâu, mà những ngày đấy có thể là ngày sát long thì nó là cực kỳ nguy hiểm. Tôi lấy ví dụ, ví như ngôi nhà mà tọa khảm hướng ly, tức là tọa bắc hướng nam, tuyệt đối không được làm những cái việc liên quan đến trạch cát vào cái ngày thìn, bởi đó là ngày sát long,
các quý vị đâu có biết đúng không ạ? Hay là những cái ngôi nhà khác là tuyệt đối tránh cái việc sắp lọc này, mà đặt sai một cái là thôi là chắc chắn là có chuyện. Do đó không phải là tự nhiên mà chúng ta làm những cái việc đại sự mà không phải sang ngày đâu. Đừng có sống hay là đừng có tư duy theo cách của vô thần vô thánh như thế là rất là nguy hiểm. Phong thủy là yếu tố khoa học mà chúng ta đã có sự tính toán cả rồi. Đấy, và trên đây là bốn cái yếu tố mà Đức Trung có chia sẻ đến các quý vị. Nhắc lại đó, chúng ta sẽ có là thứ nhất lựa chọn vật phẩm đúng nguyên liệu, cái thứ hai vật phẩm phải được bao sai thể về, thứ ba phải được nắp cốt khai quan chỉ được điểm nhãn, thứ tư là phải được an vị đúng vị trí và an vị đúng là khá hay giờ thì nó phát huy công hiệu. Bốn nguyên tắc trên là bốn nguyên tắc quan trọng để chúng ta phân biệt được vật phẩm phong thủy với lại là đồ trang trí, đúng không ạ? Chứ tránh trường hợp đó chúng ta sử dụng vật phẩm mà sai nguyên tắc thì nó phản tác dụng, không những là làm đẹp đến ngôi nhà chưa thấy đẹp đâu nhưng mà đã xảy ra những cái điều mà bất chắc xảy đến thì đấy là điều không nên, và chúng ta cũng mất niềm tin vào phong thủy thì đó đều đáng tiếc, đúng không ạ? Thì hãy gọi điện với số 1900292 để được đội ngũ trợ lý chuyên gia tư vấn thì sẽ có thêm những cái phần giải đáp cho quý vị, hay là cái việc sử dụng vật phẩm hộ thân biệt mình trang sức phong thủy hay là đặt trong ngôi nhà thì đều có những nguyên tắc quan trọng cho cái ứng dụng phong thủy này mà quý vị cần phải biết, và hãy chú ý là cần có sự tư vấn từ chuyên gia thì ứng dụng phong thủy nó sẽ chính xác hơn. Đức Trung xin cảm ơn cũng như là hãy lan tỏa video này đến với nhiều người để chúng ta có thêm những phần kiến thức mới nhé. Hãy bấm nút đăng ký kênh, bấm nút chuông để đón nhận video mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới. Xin chào. Ok.